Để khép lại chương trình, mời quý vị cùng đến thăm làng nghề hơn 800 năm tuổi tại xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định để cùng chiêm ngưỡng những vườn cây cảnh vô cùng độc đáo. Với bàn tay khéo léo và tâm huyết, người nghệ nhân cũng là cựu chiến binh Nguyễn Phúc Tài đã cùng các thành viên Hội Sinh vật cảnh Lã Điền sáng tạo những tác phẩm làm đẹp cho đời, góp phần tạo nên một miền quê xanh tươi, chủ phú. Giáng long cao 9 mét, 5 bông tay, mỗi bông dài 4 mét. Bệ thân 1, đường kính gần nửa mét cho thấy tuổi đời của cây cũng lên đến gần 100 năm. Đó cũng chính là những yếu tố khiến cây xanh giáng long này trở thành cây cổ thụ quý hiếm tại Việt Nam. Định giá có thể lên đến cả $1 triệu khi kết hợp cùng hai cây cửu phẩm. Theo nghệ nhân Nguyễn Phúc Tài thì có 3 yếu tố quyết định giá trị của một cây, gồm thân dáng, bệ gốc và tầng tán. Cây này cây tùng La Hán giáng long. Nhưng mà long thì nó có hai dạng, tức là long dáng, tức là cái thế của nó tức là xuống. Mà long thăng thì tế thế của nó đi lên. Cây này có cây tử kìa. Nói chung là gần như cây nào cũng là có cây tử, phụ tử rồi mẫu tử, thể hiện cái thế hệ về sau này này. Thế thì mẹ rồi đi rồi bố rồi ông bà đi rồi đấy thì còn con cháu lại. Mỗi dáng cây vừa đẹp về mặt hình thức lại vừa ẩn chứa những triết lý sâu sắc với 3 dáng thế cơ bản gồm huyền, long, trực. Dáng huyền là cây có gốc trong chậu, nhưng thân trườn qua mép chậu, đổ xuống như dòng thác. Ngọn cây dài hơn đáy chậu, ngóc lên như thể hiện sự nhẫn nại, vượt qua phong ba bão táp. Dáng trực là cây có ngọn và gốc hình thành đường thẳng, thể hiện sự hiên ngang, bất khuất, chính nhân quân tử. Dáng long uốn lượn như rồng, ẩn dụ cho sự uy mãnh, sức mạnh và quyền lực tối cao. Tuy nhiên, nghề này cũng lắm công phu, đòi hỏi người thợ phải hiểu được thuộc tính từng cây, luôn kiên trì, uốn tỉa, tạo dáng trong nhiều năm mới có được kết quả như ý. Mình chăm bón rồi cũng bình thường như phải đúng quy trình của nó. Rễ ra hoặc lọc đang non mình không được làm. Thế mà khi tất cả những lá nó sâu thì mình phải phun ngay. Cái cây này nó đúng phải theo mùa. Đông mùa xuân thì cái đó là nó ít đâm chồi. Thế mà mùa hạ thì đâm chồi nhiều. Thời tiết oi nắng quá mình tỉa. Thực tế là nó không tốt. Mà đã tỉa cây này là mình phải tỉa những cây nào để mình che được. Còn nếu về mùa mưa thì cái đầu rễ của cây khi nó ra là nó chưa khô. Tức là tự nhiên bị thối. Nó thối là nó không ra rễ được. Nếu để khô quá thì nó cũng teo rễ vào. Cho nên phải để ý hai cái điểm đó. Nắng là mình phải che, phải dưỡng. Mà nếu mùa mưa mà nước là mình phải khai. Có nghe, có nhìn, có chạm mới thấy hết vẻ đẹp của làng nghề cây cảnh xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Với hơn 800 năm tuổi và được mệnh danh là vùng đất của nghề trồng hoa cây cảnh ở Việt Nam. Xanh tươi, trù phú khiến mỗi người đi xa đều mong trở về với hương đất, tình cây. Tớ về tớ thường thường hôn nó, nằm vuốt vẽ và tưới nước cho nó. Cây nào cũng có hồn. Hoặc tớ nói cái câu rất đơn giản là anh đã về. Với tình yêu duyên nợ dành cho cây từ thời chiến, cựu chiến binh Nguyễn Phúc Tài đã cùng những thành viên của Hội Sinh vật cảnh làng Lã Điền gìn giữ và phát triển nghề cây cảnh, tạo ra các tác phẩm nghệ thuật, kết nối con người với thiên nhiên, mang lại sự cân bằng trong cuộc sống và phát triển bền vững.